Trà lá vối, một loại thảo dược quen thuộc trong y học dân gian Việt Nam, đã được sử dụng từ lâu để chăm sóc sức khỏe. Dưới đây là 5 lợi ích của việc uống trà lá vối mà bạn có thể dễ dàng áp dụng tại nhà. 1. Hỗ trợ tiêu hóa. Lá vối chứa các chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại trong đường tiêu hóa. Uống trà lá vối sau bữa ăn có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời giảm cảm giác đầy bụng và khó tiêu. 2 giảm lượng đường trong máu. Một trong những lợi ích đáng chú ý của trà lá vối là khả năng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Các nghiên cứu cho thấy trà lá vối có thể giúp giảm lượng gluco trong máu, hỗ trợ người bị tiểu đường trong việc duy trì sức khỏe. 3. Giải độc gan Trà lá vối có tác dụng làm mát gan và giúp gan thải độc hiệu quả. Những người thường xuyên tiếp xúc với chất độc hại, thực phẩm không lành mạnh, hoặc uống rượu bia có thể sử dụng trà lá vối như một phương pháp tự nhiên để bảo vệ gan và cải thiện chức năng gan. 4. giúp giảm cân và kiểm soát mỡ máu các hợp chất trong lá vối có thể giúp ngăn ngừa sự tích tụ mỡ trong cơ thể hỗ trợ quá trình giảm cân trà lá vối còn có tác dụng kiểm soát lượng cholesterol trong máu giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 5. kháng viêm và kháng khuẩn tự nhiên trà lá vối có đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn mạnh, giúp bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng. Đây là lý do trà lá vối thường được sử dụng để điều trị các bệnh về da, viêm loét và hỗ trợ làm lành vết thương. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.